Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành địa phương về công tác phòng chống tham nhũng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công an thành phố Đồng Hới bắt đối tượng vào trụ sở công an gây rối. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 8, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành địa phương về công tác phòng chống tham nhũng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Từ đầu năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước đã được tăng cường, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần hạn chế sai sót trong quản lý kinh tế xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phòng ngừa tham nhũng được tăng cường, đã phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. Từ đó, tạo bước chuyển biến mới, có tác dụng răn đe và giáo dục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 17 tổ chức đảng, giám sát 2 cuộc đối với 6 tổ chức đảng theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành 1 cuộc giám sát. Ban Thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 186 tổ chức đảng và 264 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, 4 tổ chức đảng và 13 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 4 vụ việc, vụ án do đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về kiểm tra giám sát năm 2017 kiến nghị và báo cáo Ban Nội chính Trung ương, tham mưu bổ sung 4 vụ án và đưa 1 vụ án ra khỏi diện các vụ việc, vụ án do Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 39 đơn thư khiếu nại tố cáo. Qua rà soát cả cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2016, đã phát hiện sai phạm trong hoạt động xây dựng một số công trình tại xã Trung Hòa, huyện Minh Hóa và đã kịp thời báo cáo. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo thanh tra tỉnh thanh tra lại vụ việc trên. Kết quả thanh tra lại đã kiến nghị thu hồi số tiền trên 758 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi được 310 triệu đồng. Hiện thanh tra tỉnh đang tiếp tục đôn đốc quyết liệt để thu hồi số tiền còn lại. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh và đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại như kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các địa phương, đơn vị còn yếu, chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng, nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp về công tác phòng chống tham nhũng chưa cao. Kết quả điều tra truy tố xét xử một số vụ án tham nhũng kinh tế còn có dư luận nhiều chiều, chưa đủ sức răn đe phòng ngừa tham nhũng. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương mình, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quyết định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường quản lý, giám sát cán bộ đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, và công khai quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, nhân dân giám sát.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2018. Sáng nay ngày 24 tháng 8, đoàn đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đặt vòng hoa, kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Đại tướng đã cống hiến trong cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc kiến thiết xây dựng nước nhà. Đảng bộ, nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình huyện sẽ tiếp tục học tập noi theo tấm gương vì nước vì dân và tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống của quê hương Quảng Bình hay giỏi. Sẽ có 66 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn đầu tư 162.250 tỷ đồng. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trong sáng nay, ngày 24 tháng 8. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo. Theo đó, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 tại trung tâm hội nghị Sun Spa Resort. Hội nghị với quy mô khoảng 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp và nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị lần này. Đây là cơ hội để tỉnh Quảng Bình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, đồng thời gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, cùng tìm ra định hướng, giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Dự kiến hội nghị sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng vốn đầu tư 162.250 tỷ đồng, tương đương 7,05 tỷ USD. Trong đó, dự kiến trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1,29 tỷ USD, trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư 5,76 tỷ USD. Thời gian qua, nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức trước hội nghị chính thức như tổ chức xúc tiến đầu tư tại Philippines, Singapore, hội thảo gặp gỡ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với các nhà đầu tư tiềm năng tại Hà Nội. Tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng đã trả lời một số câu hỏi mà các phóng viên đưa ra. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí, trung ương và địa phương đối với hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Bình và mong muốn các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng tỉnh để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của Quảng Bình để ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước đến đầu tư có hiệu quả tại Quảng Bình. Sáng nay ngày 24 tháng 8, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Từ tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ. Đến nay, đã có tổng cộng 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia vào hệ thống liên thông kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, đã cấp tài khoản cho 4.178 cơ sở bán lẻ thuốc và quản lý được 22.000 đơn thuốc. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại thuốc. Cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc, kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, công khai minh bạch trong quản lý thuốc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế và các nhà thuốc đã tham gia vào hệ thống này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh để triển khai phần mềm có hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp các ngành từ trung ương tới địa phương. Khi phần mềm hoạt động có hiệu quả, sẽ tiến tới loại bỏ những hành vi kinh doanh không trong sạch, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho người dân. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã nhấn nút kết nối các nhà thuốc trên toàn quốc. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác, nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm qua ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến thăm tặng quà cho các gia làng trưởng bản
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và mong muốn các gia làng, trưởng bản, người có uy tín tích cực vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia làng, trưởng bản. Được biết, nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình sẽ trao 30 suất quà cho các gia làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 30 triệu đồng. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 73 năm ngày thành lập ngành giao thông vận tải, sáng nay ngày 24 tháng 8, Công đoàn ngành giao thông vận tải đã tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 21 năm 2018. Tham gia giải có 142 vận động viên đến từ 24 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu gồm quần vợt, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng. Hội thao truyền thống ngành giao thông vận tải nhằm thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành. Đây cũng là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 24 tháng 8 năm 2018, đối tượng Lê Vũ Hải, trú tại số 1A đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ dân phố 4, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda Civic màu đen mang biển kiểm soát 73A04233 chạy thẳng vào sân công an thành phố Đồng Hới, cầm dao đe dọa tấn công cán bộ chiến sĩ, người dân đến liên hệ công tác. Công an thành phố Đồng Hới đã nhanh chóng triển khai lực lượng để khống chế, thì đối tượng lên xe ô tô bỏ chạy. Cán bộ trực bảo vệ đã nhanh chóng đóng cổng. Biết không thể chạy thoát, đối tượng đã khóa cửa xe ô tô, cầm dao cổ thủ trong xe, bấm còi xe ô tô, chửi bới, đe dọa, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng, cản trở đình trệ các hoạt động của công an thành phố. Lực lượng công an thành phố Đồng Hới đã kiên trì vận động, thuyết phục, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chịu mở cửa xe. Sau hơn 2 giờ đồng hồ cổ thủ trong xe, đối tượng Lê Vũ Hải đã bị lực lượng công an thành phố Đồng Hới khống chế, tước hung khí và bắt giữ. Hiện công an thành phố Đồng Hới đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, tạm giữ một xe ô tô mang biển kiểm soát 73A04233, một con dao, một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X, lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 92%. Khu vực Phong Nha, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 94%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, nhiều mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm từ 71 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới, nhiều mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 78%. Khu vực thị trấn Quán Hầu, nhiều mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm từ 67 đến 79%. Khu vực thị trấn Kiến Sang, nhiều mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, độ ẩm từ 69 đến 79%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2018, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 96%.